Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2, trang 69, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau. Điền các đặc điểm, cấu tạo và chức năng thích nghi với thức ăn của ống tiêu hóa vào các cột tương ứng ở bảng 16. Ta sẽ cùng trả lời câu hỏi trên như sau. Bảng 16. Đặc điểm cấu tạo và chức năng của ống tiêu hóa. Ta sẽ so sánh từng bộ phận của hai loài động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật. Đầu tiên, về răng. Răng của động vật ăn thịt có răng cửa hình niêm để lấy thịt ra khỏi xương. Răng nanh nhọn và dài dùng để cắm vào con mồi và giữ chặt con mồi. Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành các mảnh nhỏ để dễ nuốt. Răng hàm nhỏ nên ít được sử dụng. Răng của động vật ăn thực vật. Răng nanh giống răng cửa. Khi ăn cỏ, các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên để giữ chặt cỏ. Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng để nghiền nát cỏ khi động vật nhai. Tiếp đến là dạ dày. Ở động vật ăn thịt, dạ dày có một cái túi lớn nên gọi là dạ dày đơn. Thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học giống như trong dạ dày người. Dạ dày co bóp để làm nhuyễn thức ăn, trộn đều với dịch vị. Enzyme pepsin thủy phân protein thành các peptide. Còn động vật ăn thực vật thì dạ dày thỏ, ngựa là dạ dày đơn, nghĩa là có một túi. Dạ dày trâu, bò có bốn túi, gồm dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế. Dạ cỏ là nơi lưu trữ, làm mềm thức ăn khô và lên men. Trong dạ cỏ có rất nhiều vi sinh vật tiêu hóa cellulose và các chất dinh dưỡng khác. Dạ tổ ong và dạ lá sách giúp hấp thụ lại nước. Dạ múi khế tiết ra pepsin và axit chlorhydric tiêu hóa protein. Có trong cỏ là các vi sinh vật từ dạ cỏ xuống. Bản thân vi sinh vật cũng là nguồn cung cấp protein quan trọng cho động vật. Về ruột non của động vật ăn thịt thì ruột non ngắn hơn nhiều so với ruột non của động vật ăn thực vật. Các chất dinh dưỡng được tiêu hóa hóa học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người. Ở động vật ăn thực vật, ruột non có thể dài vài chục mét và dài hơn rất nhiều so với ruột non của động vật ăn thịt. Các chất dinh dưỡng được tiêu hóa hóa học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người. Cuối cùng là manh tràng. Ở động vật ăn thịt, manh tràng không phát triển và không có chức năng tiêu hóa thức ăn. Còn ở động vật ăn thực vật, manh tràng rất phát triển và có nhiều vi sinh vật sống cộng sinh tiếp tục tiêu hóa cellulose và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ qua thành manh tràng. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2, trang 67, sách giáo khoa sinh học lớp 11.